Chào mừng tất cả các bạn đã đến với thế giới Roblox. Đây là tựa game Santa đang ở đâu. Công cuộc đi tìm kiếm ông già Noel của chúng ta bắt đầu bằng một chuyến tàu nha. Bây giờ chúng ta đứng đây đợi tàu nè. Wow, tàu tới rồi, bây giờ chúng ta lên tàu thôi. Nhìn rất là có không khí của lễ hội Giáng sinh. Ở bên trong tàu có treo rất là nhiều đèn luôn nè. Rồi nhảy lên nào. Rồi ngồi chung với các bạn, nhìn thấy cũng vui quá. Ủa, các bên là có cái bạn gì trên đầu có cái bánh kìa. Nhìn cũng trông rất là hay ho luôn. Rồi đi thôi. Wow, đây là nơi mà tàu đưa chúng ta tới hả? Nhà ai vậy trời? Tao chạy thẳng tới coi thử nhà ai. À, nhà là nhà của bà và ông hả? Chúng ta có ông bà ở đây đúng không? Căn nhà này, xung quanh căn nhà cũng trang trí rất là nhiều đèn nè. Thấy chưa mọi người? Đây là cái biểu hiện của lễ hội Giáng sinh đó. Trời ơi, nhìn nó hấp dẫn ra. Ở phía trước có cây thông nữa nè. Cây thông mà có đầy tuyết luôn. Wow, lễ Giáng sinh thật tuyệt vời. Ủa ông bà, sao trắng chặt vậy? Bây giờ mới mặc quần áo hay sao? Trời ơi, ông bà không sợ lạnh hay sao ấy chứ? Ôi, xin chào ông bà nha. Lũ trẻ nhảy lên, nhảy xuống, nhảy qua, nhảy lại nè. Rồi, bây giờ bắt đầu vô game, vô nhà mở cửa cho tụi con đi ông bà ơi. Xong bà đứng đây nói nãy giờ tụi con lạnh lắm đó nha. Mở cửa đi nào. Thôi nhảy lên, nhảy xuống cho nó ấm một chút cũng được. Trời ơi, ông bà mở cửa nhanh. Rồi ông bà mở cửa cho vô nhà rồi nha. Ấm áp quá đi. Nhà cũng có cái thông Noel, nó có mấy cái đèn nữa nè. Rồi nhảy phát lên trên lầu luôn rồi trời. Có phải là mình quá cao rồi không? Thật là vui quá. Nhảy lên nhảy xuống nhìn là rất là vui nha. Bà nói là bây giờ hãy vào nhà bếp để giúp bà một phút. Rồi nhà bếp nè, nhìn rất là gọn gàng ngăn nắp. Bà hỏi là các cháu có thích ngôi nhà mới này hay không? Ai cũng thích hết trơn á, ngôi nhà rất là xinh đẹp nè, trang trí rất là cầu kỳ, ấm áp luôn. Rồi giờ bà sai đi lấy đĩa để lên bàn chuẩn bị ăn nè. Rồi đĩa của ai nhà đó tự lấy đi nè. Rồi lấy đĩa để lên bàn. Nhanh, ủa bàn đâu, bàn này hả? Hả? À, bàn bên kia. Đây, để lên. Rồi phải lấy 14 cái đĩa mới đủ nha. Rồi cùng nhau lấy cho nhanh nè. Bạn ơi, ủa, đứng đó làm gì đâu hết trơn à. Ủa, kia, lấy đĩa nhanh lên. Lấy đĩa nhanh lên nè. Thấy là một đứa cháu ngoan biết giúp đỡ ông bà nè. Trong lúc đó mà chờ ông bà làm đồ ăn á, thì chúng ta đi ra ngoài chơi nha. Chúng ta làm người tuyết nè. Đó, lấy tuyết rồi, đặt tuyết lên đây. Làm một người tuyết thật là đáng yêu. Wow, người tuyết sắp thành hình rồi kìa, có cái tay rồi kìa. Rồi lấy tuyết chỗ này, rồi đem qua gắn người tuyết nha. Cái đầu kìa, nhìn hấp dẫn quá đi. Ui, chơi ở ngoài đến trời tối rồi. Rồi bây giờ đi vào nhà ăn cơm thôi nha. Đứng gần người tuyết chụp tấm hình coi. Hey, bà đứng ở cửa sổ kêu giờ ăn tới rồi kìa. Rồi chúng mình cùng nhau đi vào thôi nha. Rồi giờ mỗi bạn phải chọn một cái ghế rồi ngồi lên nè. Rồi chọn đại cái ghế nào đi. Rồi ngồi xuống cho mày ăn nha. Đâu có món gì đâu. Ở trên bàn có món gì xuất hiện đâu, chưa thấy gì hết trơn. Mình ngồi đối diện với một bạn có cái gì bánh trên đầu kìa. Nhìn không cũng đủ no rồi, khỏi cần ăn cái gì nữa. Nhìn nó rất là vô tri, lấp la lấp lánh luôn á trời. Rồi cái bánh pizza kìa. Rồi đến lúc ăn thôi nè, giờ ăn pizza nha. Ăn pizza xong rồi tới ăn cà rốt. Ăn cà rốt xong rồi, trời có bánh ngọt nữa kìa. Gì vậy, ông nói đừng có ăn, bánh đó hư rồi. Trời đất ơi, hư rồi cũng đem ra cho các cháu ăn nữa. Ông bà gì kỳ quá vậy nè. Thôi không ăn được nữa thì thôi, bây giờ chúng ta đi lên giường ngủ thôi. Trời đã khuya rồi nè, chờ mình với. Cầm cái bánh pizza chạy lên lầu nữa chứ trời. Đây nè, vô. Cái phòng này đúng không? Giường ngủ kìa. Ngủ thôi. Rồi đang ngủ thì ủa nghe cái tiếng gì hét vậy? Ghê quá, hết thùm luôn à. Có chuyện gì vậy? Chạy ra ngoài thử xem sao. Ồ thì ra là một chiếc xe trực tiếp của ông già Noel. Ủa sao ở trên mái nhà vậy, rồi còn ông già Noel đâu? Để lên được ở trên mái nhà thì chúng ta phải đi tìm mấy cái khúc gỗ đây nè, gắn lại với nhau thành một cái cầu thang để lên trên đó hỏi ông già Noel thử sao rồi. Có chuyện gì vậy, sao thấy cái xe không vậy? Đến lý giờ này là phải đi ra ngoài cho các em chứ, tại sao không thấy ông già đâu hết trơn? Thấy có hai con tùng lộc đứng đó nhìn nhau cười vậy trời. Rồi đại khái là hai con tùng lộc nó nói là ông già Noel là đã bị yêu tinh xấu bắt đi rồi, bây giờ phải đi giải cứu ông già Noel thôi. Đó bây giờ nhìn ở phía dưới nè, là những cái hộp
quà mà người ta để lại. Giờ là chúng ta phải chạy theo dấu vết của kẻ xấu để truy đuổi và cứu ông già Noel nha các bạn. Nhanh nào, ba chúng ta cùng nhau tiến lên. Phần 1 của em đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 nha, để cùng mình giải cứu ông già Noel. Xem thử ông già Noel tại sao lại biến mất và những cái hộp quà này dẫn đi đến đâu. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục nha. Tạm biệt.